Ủa, sao hôm nay anh về sớm vậy? Để em pha trà cho anh. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Con ra ngoài quậy phá bị công an bắt, cô không hề hay biết gì hết. Cô làm vợ nhưng tôi không thể đụng vào cô. Thằng con thì mất dạy vô đối. Cô giống như bóng ma vậy, giấc giờ ngày này qua ngày khác. Nhìn cô tôi phát chán lên rồi. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống tôi lại bế tắc như vậy. Tôi kiếm tiền để làm cái gì chứ? Đẻ ra một thằng con trời đánh như vậy, tôi hy sinh cả đời cho nó. Có khi nào nó rót cho tôi một ly trà đâu? Đó là sản phẩm của cô đó. Toàn là một lũ ăn hai à. Chào cô. Thiên Ân, con đi cô, con thích cái này lắm, nó còn có ngò bò, nhường cho con đi cô. Ủa, là cô hả? Con chào cô. Chào con. Cô làm lao công ở đây hả? Sao bây giờ con mới gặp cô? Là gì, tại cô mới vô làm. Từ nay cô làm bạn thân với con nha cô. Cô sẽ là bạn thân của con. Vậy thì dê đi cô. Yeah. Làm bạn thân ha cô. Cô cho con nè. Wow. Lúc nào con ra chơi thì con ăn nha. Con cảm ơn cô. Nhưng mà nhiều à. Con cho bạn con ăn chung được không cô? Được chứ. Của con mà. Con muốn làm gì cũng được. Dạ. Vậy con vô lớp nha. Cô Tiên Xanh ơi, hôm nay con buồn lắm. Sinh hoạt lớp cô giáo cho về trễ. Mẹ Như phải chờ con. Mẹ Như giận. Mẹ Như đánh con. Con buồn lắm. Mà sao mẹ Như không giống cô Tiên Xanh? Con ước điều gì cô Tiên Xanh cho con cái đó. Còn mẹ Như thì chiếc hôn nồng vậy còn tương.
chẳng hiểu sẽ tốt cho ai. Giá tay nhau một ngày sẽ đi qua vùng trời. Tình yêu